là anh nhấp môi nhẹ cơ. Cầm. Ui. Mới đầu tiên là chưa biết gì phải không? Là cầm lên hử nhẹ, sau đó là em nhấp nhẹ để một ngụm vô nhẹ cái chỗ đầu lưỡi, em sẽ thấy bắt đầu là nó nóng nóng đầu lưỡi, xong cái em nuốt vô cái đầu nó nóng từ ngay chỗ lưỡi xong vô tới chuốt cuốn họng xong bắt đầu chạy xuống bao tử nó chạy qua ruột non văng xuống ruột da xong đẩy ngược lên lại bao tử đó. Ủa đi anh diễn tả em không dám uống luôn á. Đây coi nè, nhiêu đẩy gì đây nè. Trời đất ơi. Đó thấy chưa? Trời ơi. Ghê chưa? Nhưng mà cái mùi em nghe là em uống không có được rồi đó. Nghe rồi đây. Cầm lên, hử nhẹ thôi, hử, đừng có hử kiểu đó. Hử là phải thưởng nức nè. Ừ. Nhẹ thôi, hất nhẹ là đó, đó thôi. Bây giờ như này em đừng có hử nữa, em chỉ cần cầm lên em nhấp môi nhẹ một cái thôi. Mà quan trọng là nhậu vậy không phải là có hại sức khỏe đâu nha, mình uống vừa phải thôi. Mình uống vừa phải thôi, không phải là ngày nào mình cũng uống đâu. Nếu mà ngày nào cũng uống thì chắc chắn là sẽ bệnh, em hiểu không? Còn là này uống vừa phải rồi mà vừa giúp mình đó. Thứ nhất là gì? Nó dễ tiêu hóa. Thứ hai phải không là... đó? Trời đất ơi, anh là dân nhậu mà, anh nhậu nay biết bao nhiêu năm rồi. Đây nè, em uống như vậy nè, rồi xong đến sau đó là em sẽ có bạn bè nhiều. Mà bạn bè là gì? Giúp cho mình làm ăn. Ông bà mình nói câu này hay lắm nè, giàu là nhờ bạn mà sang là nhờ vợ, hiểu chưa? Hiểu không? Giàu nhờ bạn thì có nghĩa là em nhậu em có bạn bè nhiều, rồi người ta có tạo cơ hội cho em làm ăn. Ý anh nói là phụ nữ á, là cũng phải biết nhậu chút chút đúng không? Chút chút thì nó mới hiện đại. Đúng rồi. Rồi mình biết nhậu chút chút á, mình đi gặp gỡ người này người kia là mình có mối quan hệ. Rồi từ đó là giúp cho công việc của em cũng thăng tiến hơn đúng không? Đó. Em đừng bao giờ suy nghĩ là phụ nữ mà bên Tây người ta uống nhìn có được, còn phụ nữ bên mình là uống nhìn thấy nó kỳ kỳ. Không có. Tây ta như nhau hết trơn á, Nam Bắc gì Trung gì đầy đủ là coi như nhau hết. Em hiểu không? Cứ việc uống, anh nói em là một người phụ nữ hiện đại là cứ việc phải bình đẳng. Đó. Uống đi nha. Vậy à, giờ em muốn thử nha. Nè, mùi xíu thôi á. Cũng ra rồi. Lấy bình thử. Vô. Em ơi. Em ơi. Em đây, em đây, em đây. Cái gì vậy? Ủa về rồi đó hả? Ờ. Không, 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 không. Nói nghe. Sẵn ngồi xuống. Uống với em một ly. Trời ơi. Nè. Dễ gì mà hai vợ chồng mình đâu có bao giờ ngồi nhậu với nhau nữa đúng không? Đi, hôm nay ngồi uống với em một ly. Để chọn ha. Trời ơi, ngon quá. Cái khu mực này em mua nhà bà Tư này ngon quá, trời ngon. Em biết nhậu hồi nào vậy? Hả? Em biết nhậu hồi nào? Thì em đang tập nhậu. Khoan, ai chỉ cho em nhậu, ai chỉ? Trời ơi, chồng không biết gì hết. Bây giờ làm người phụ nữ hiện đại là ai cũng nhậu hết á. Sao được? Sao không được? Trời ơi, đàn ông mà bây giờ á, làm được cái gì là phụ nữ cũng làm được cái đó. Đàn ông uống rượu là phụ nữ cũng uống rượu, gì dứt đâu. Dứt bời. Khoan. Nhưng mà hồi đó giờ em không uống đâu. Thì bây giờ em uống chứ có gì đâu mà anh nhìn anh cứ rối lên vậy. Trời ơi là trời, cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ? Trời ơi, người ta nói rồi, ăn đi uống miếng nè. Trời ơi, vô đi. Vô. Nhưng mà bây giờ cơm nước anh có chưa, sao tự nhiên cái em ngon nhập. Bây giờ anh hỏi em nè, tại sao em lại phải nhậu? Ai? Em buồn cái gì? Em nói đi. Tía má là em phải không? Em không có buồn cái gì hết. Nhưng mà em nói với chồng nghe, bây giờ là thời đại là 4.0 rồi. Phụ nữ hiện đại là phải biết nhậu, đúng không? Đàn ông mà nhậu được là phụ nữ cũng phải nhậu được. Đó, anh thấy hôm nay em uống không? Trời, anh thấy em làm phụ nữ hiện đại không? Đó, nên phải thể hiện cá tính của mình, nó mới sành điệu. Thôi, không sành điệu gì hết trơn á. Đàn ông người ta nhậu là tại vì người ta phải giao tiếp, lịch thiệp. Rồi người ta còn phải công ăn, việc làm, thế là bạn bè, lâu lâu rồi gặp mặt, rồi giao lưu này nọ. Trời ơi, đàn bà mà nhậu cái gì? Mặc dù là anh thấy rõ ràng á, là có những nơi á, mình tới mình thấy có đàn bà nhậu đàng hoàng. Nhưng mà đâu phải là nhậu là riêng em. Anh vừa nói gì? Đàn bà nhậu. Anh vừa nói là anh thấy đàn bà nhậu đúng không? Ừ. Trời, thì đó, anh thấy không? Bởi em nhậu là đúng rồi. Ê, đừng cản em nữa, đừng cản em chồng. Trời ơi. Thôi bây giờ nha nè. Đây. Tại sao em lại phải uống rượu, nói nghe coi. Trời ơi, chồng tôi bữa nay sao á? Tôi nói nãy giờ tôi uống tôi không xỉn, mà không xỉn hay sao luôn á. Em đã nói rồi, em không có buồn cái chuyện gì hết. Mà chỉ đơn giản là bữa nay em muốn em là một người phụ nữ hiện đại. Em muốn thể hiện cá tính của mình. Đó, thấy không? Bây
giờ anh đó ngày nào anh cũng đi nhậu hết, thì bữa nay em nhậu có vấn đề gì đâu. Hiện đại. Ừ. Cá tính. Đúng rồi. Sành điệu. Ừ. Ủa nhưng mà để làm gì? Trời ơi, thì để mình đi ra đường làm với người ta nhìn vô mình là người ta thấy mình, à, mình là một người phụ nữ rất hiện đại chứ không phải là quê mùa. Thôi trời, anh nói em nhậu vậy không được đâu, nhậu vậy là nguy hiểm lắm đó, hại tới sức khỏe đó. Thôi bây giờ anh năn nỉ em thôi, em đừng nhậu nữa nghe. Rồi thí dụ như em không thích anh nhậu thì để mai mốt là khi nào mà chỉ là tiên tùng gì mà quan trọng nhất anh nhậu. Không, bây giờ em quyết định rồi, em phải tập nhậu. Phụ nữ hiện đại mà, đúng không? Bây giờ em phải nhậu được. Em ở nhà em nhậu với chồng, chồng không đi đâu, chồng ở nhà chồng nhậu với em, vậy là hai vợ chồng mình nhậu với nhau. Trời ơi, vậy làm sao? Tụi bay chưa có con phải không? Dạ chưa. Chưa có con là tụi bay thi không có được. Ủa sao kỳ chú hai? À, tại vì vợ chồng con là có kế hoạch. Không được, người ta thi này là ta thi gia đình trẻ. Gia đình trẻ, gia đình là phải có con. Tụi bay chưa có con là chưa có gọi là gia đình, chưa có đi thi trên viện được. Ủa sao con thấy ngộ vậy? Gia đình trẻ, tụi con cũng còn trẻ mà đã già đâu chú. Dạ đây, cà phê của chú hai. Nhưng mà phải có con. Trà đá của chị. Ừ. Vậy là không được thì hả chú hai? Không được rồi, không, tụi bay không có thi được. À. Chú hai. Gì? Vậy gia đình con thi được chú hai? Gia đình con với má con á. Con với má con cũng không được luôn. Ủa sao vậy chú? Gia đình ta phải ba người. À. À, thì mới là gọi là gia đình. Ở gia đình ví dụ mà mình ta phải có gà trống gà mái rồi đẻ gan gà con. Bây giờ tự nhiên nhà mày có gà mái đẻ gan gà mái con nữa, còn gà trống đâu? Không phải, tại đó giờ gia đình con có má con với con à. Chú bởi Hai. Vậy không có được. Con thấy chú Hai sao nói người ta thay đổi cái tiêu chí được không? Dạ. Chứ sao thấy ngộ ghê luôn á. Gia đình thì nó phải là có người như vậy là gia đình rồi chứ làm gì đâu mà tự dưng gia đình như chú Hai nó kỳ quá luôn á. Sao kỳ? Cái quy định của người ta vậy rồi. Tao chữ gấp sao tao thay đổi được? Tao quy định gia đình là phải có chồng, có con. Đó thì tao mới gọi là gia đình. Thí dụ tụi bay bây giờ có đứa con thì tao kêu gia đình trẻ. Thì đi thi gia đình trẻ trên huyện. Còn tụi bay tự nhiên có hai chồng con, ai nói ai mà cho tụi bay là gia đình? Mày, con này tự nhiên rồi có hai mẹ con cũng gia đình. Đâu được ai hai gà mái sao gia đình được, phải có gà trống chứ. Trời ơi, thôi con chịu thua chú Hai luôn rồi đó. Thôi. Quan niệm kỳ quá à. Làm việc bây giờ phải đâu ra đó chứ không có tình cảm được. Thôi không? Thì không được thì thôi, không thi cũng không sao. Không có tình cảm cá nhân được làm cái gì cũng vậy đó. Mình phải cho nó đâu cho ra đó, cho nó công bằng. Dạ. Hai uống cà phê đi, coi cà phê con pha ngon không? Ủa cà phê mà sao nghe mùi cà phê, nghe mùi gì vậy? Mùi gì chú? Ủa? Hai, cà phê con. Mùi cà phê mà. Ủa mùi gì chú? Mùi gì chú? Nãy giờ tao thấy hai bay xà lại tao nghe có cái mùi gì lạ lạ nha. Mùi gì ta, quán con đâu có mùi gì ta. Sao mà không có? Rồi. Dạ. Con này nhậu phải không? Nghe mùi rượu bia, nghe mùi thuốc lá nè. Nhậu phải không? Trời ơi, kỳ quá đâu có. Trời ơi, con làm gì nhậu không có. Không nha, nghe mùi nha. Nghe mùi rõ ràng. Mùi nặng lắm luôn á. Mùi nặng thì, mà. Trời ơi, thì con có uống một chút xíu rượu à. Còn bà nữa nè. Còn xạo với tôi hả? Cái mùi y chang tôi luôn à. Nãy giờ tôi không lên tiếng, tôi còn bị đặt nói tôi uống nữa. Hồi nãy là con có nhắm chút xíu thôi à, chứ đâu uống nhiều. Nói tóm lại hai đứa nhậu như vậy. Dạ đâu có, uống có xíu. Tao nói mày nửa tiếu cũng không được, đừng nói tiếu. Bà con gái công ôn dung hạnh, ai đâu mà ngồi tụ tập ăn nhậu với đàn ông con trai trong đó. Chú nói vậy sao được, bây giờ là bình đẳng hết trơn rồi. Rồi bây giờ đàn ông con trai nhậu được, hút thuốc được thì đàn bà con gái cũng nhậu được, cũng hút thuốc được. Đúng vậy rồi. Vậy mới là bình đẳng đó chú Hai. Dạ vậy mới là người phụ nữ hiện đại. À vậy là tụi bay thấy đàn ông con trai nó nhậu nó hút thuốc, tụi bay làm theo y vậy phải không? Con thấy thời đại bây giờ là bình đẳng hiện đại, là đàn ông làm cái gì là phụ nữ cũng làm được cái đó. Uống rượu được là phụ nữ cũng uống rượu được, hút thuốc là phụ nữ hút luôn. Dạ. Bậy rồi. Cái đó tụi bay nghĩ vậy là sai rồi, không có đúng. Cái đó đàn ông á thì nó được, còn người phụ nữ đó là bình đẳng. Ví dụ như là phải sạch sẽ nè, nhà cửa phải tươm tất nè, phải thơm tho nè, rồi chăm sóc cho chồng cho con nè, rồi chẳng những đi làm việc đó. Cái bình đẳng đó là đàn ông làm được việc gì là đàn bà làm được việc đó. Thí dụ ta làm giám đốc nè,
làm công ty nè, kinh doanh nè, đó thì phụ nữ vẫn làm cái đó được, gọi là bình đẳng. Chứ đâu phải bình đẳng là cái nhậu của phụ nữ đâu, đâu phải cái hút thuốc là của phụ nữ đâu. Bậy quá rồi. Dạ, thì bữa nay á, khi mà tụi con nghe chú Hai nói vậy á, tụi con mới nhìn nhận ra được vấn đề bình đẳng là sao. Chứ mấy bữa tụi con đâu có biết đâu, uống rượu xíu xíu à. Nhưng mà bữa nay nghe chú Hai nói vậy rồi á, hai tụi con sẽ quyết định. Ừ. Nghe lời chú Hai. Cảm ơn chú Hai. Không kinh nghiệm nha. Dạ. Mai mốt ngồi gần phụ nữ là phải thơm phức nha, không có hôn đủ nha. Dạ. Làm gì mà không ngồi, mày đứng đó mày dòm dòm vô vậy? Sợ quá, quýu quýu. À, kêu em. Mày đổi tao cái quán khác được không? Chứ cái quán này tao uống hết cái menu nó luôn rồi đó. Trời ơi, nước uống rồi thì mình uống lại có sao đâu. Với lại quán này có bán đồ ăn mà. Đúng rồi, quán này có bán đồ ăn ha. Hình như có món mì với trứng không á. Mì gói mà tao ăn cơm rồi nữa. Ngon mà, trời ơi cái gì cái. Nước uống rồi mình uống lại, đồ ăn ăn rồi mình ăn nữa. Vui vẻ đi, cái gì cái vui là chính. Tao không thấy vui. Trời ơi, vui là chính đi. Thì tao ăn uống thoải mái đi, tao bao. Cái này tao mới thấy vui nè. Bao đúng không? Ừ. Tao kêu. Em ơi, bán nước. Ủa? Sao tối rồi mà hai anh còn ghé quán của em vậy? Thôi, giờ hai anh uống gì? Em vô em làm cho. Cũ hả? Ờ, vậy thôi em vô em làm nha. Cảm ơn nha. Trời ơi, có gì đâu cảm ơn. Hai anh tới quán em thì em phải cảm ơn hai anh mới đúng chứ. Ngồi đây chơi chờ em xíu nha. Ê, thôi, dễ thương quá. Tao chưa kêu luôn á. Mày làm gì mày nhìn tao dữ vậy? Ừ? Nhưng mà phải qua. Nhưng mà công nhận là đồ cũ mà ngày món cũ mà ăn như món mới vậy. Ngon lắm. Hiểu. Mày khỏi cần ăn, khỏi cần uống gì á, mày nhìn thôi là mày no rồi. Cái gì vậy? Làm sùm chấm tao nghe xong. Trời, làm sùm nữa mày nhìn tao, mày sợ tao không thấy cái gì á. Mày nhìn tao mà hai con mắt mày cũng bắn như người ta luôn. Nhỏ thôi. Mày sao thích thì nhích đi. Mày tên thời mà sao thời tới mày không hốt gì hết trơn á. Tội nghiệp ba má mày đặt tên cho mày ghê. Mày biết tao rồi đó. Biết gì? Nhát gái. Thì đó nè, cái quýu nè, gung nè, miệng không á. Gái mà nó nhìn mày nó cũng muốn tới gần mày đâu, mày khỏi cần nhát. Sao vậy? Nhìn mày bèo quá. Cái gì bèo? Mày sơ mi tao cũng sơ mi, mày quần jean tao cũng hả, quần tây đồ này nọ mà. Mày không có sang. Cái gì là sao? Thôi được rồi, để này làm phước giúp cho mày. Nhìn anh đây, người đã từng trải qua hàng trăm mối tình với con gái trong khu vực này sẽ bày cách giúp cho mày. Tao tin cũng được. Hồi xưa tao mày với bà Lon hả, gây lộn khắp cái xóm này bao nhiêu lần ai mà không biết. Mà cua được bả đâu, bả từ chó mà đuổi mày không. Con vợ tao là một trường hợp ngoại lệ, mày hiểu không? Nó là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cái kết quả cuối cùng là tao vẫn cua dính vợ tao thôi. Bây giờ nó vẫn là vợ tao đúng không? Hợp lý á. Nghe lời tao đi, tao sẽ chỉ cách cho mày cua được con nữa. Bảnh, tự nhiên tao kêu mày chỉ tao tỏ tình tán gái rồi tự nhiên mày kêu tao rèn chữ viết chi vậy? Mày đúng là cái tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Tại sao? Mày muốn cua gái thì mày phải tinh tế, phải gửi cho nàng những lá thư tình lãng mạn. Mà mày muốn cái lá thư tình của mày lãng mạn, đầu tiên chữ mày phải đẹp. Cái chữ mày xấu như cua bò vậy, bác sĩ đọc còn không ra nữa thì làm sao nàng đọc ra được? Hợp lý. Tao nói là chỉ có hợp lý thôi. Làm theo tao đi. Rèn chữ viết cho tốt, thế nào cũng cua được gái. Gò gọn gọn cái chữ vô. Như cái viết này nó không quen với tao á. Tập đi rồi mày sẽ quen.
Cái gì cũng phải có khó khăn hết đó con à. Rồi thấy được chưa, thấy được chưa? Cũng còn xấu lắm, tập tiếp đi. Hồi xưa tao cũng phải cực khổ lắm, tao mới viết được những lá thư tình lãng mạn chứ không có dễ gì đâu nha. Đâu có ai chỉ tao. Ủa vậy là hồi xưa mày cua vợ mày á, là bây giờ mày viết thư hả? Mày đừng nhắc tới con vợ tao nữa. Thư tình đã viết cho nó đốt hết rồi. Ủa sao vậy cha? Tao viết thư lãng mạn lắm nha mày. Tao viết thư hay lắm á. Chữ tao đẹp nữa. Chỉ có sai chính tả thôi à. Chỉ có sai chính tả thôi à. Mày cười gì? Gì kỳ cha, vậy nó kinh nghiệm. Thì đó, chính vì những cái sai lầm của tuổi trẻ đó đó, cho nên tao mới đầy kinh nghiệm. Bây giờ tao mới ngồi đây tao chỉ cho mày nè. Mày, đây, có quà cho mày đây. Gì vậy? Lá thư tình mẫu tao đã viết sẵn. Mày cứ dựa theo đây mà mày luyện. Mày luyện tới khi nào mà mày viết giống y chang như cái nét bút của tao viết, giống y chang như cách hành văn của tao là mày cua được gái. Này là tao đổi tên thôi ha. Mày tự viết cho tao, cái này là văn mẫu, hiểu không? Văn mẫu, nhìn theo mà làm thôi. Ổn không? Tạm ổn rồi đó. Được ha. Ổn rồi. Phần thi văn coi như đã xong. Bây giờ tới phần vỏ. Lên kia hết đất 150 cái cho tao. Vỏ là tao đun vô mặt mày á. Bị thùng cua gái tự nhiên tập thể dục thể thao rồi tập vỏ gì. Mày lại thể hiện mày là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời lần hai rồi. Là sao? Mày muốn cua con gái, mày phải thể hiện cho gái thấy mày là một người khỏe mạnh, cường tráng, thể lực dồi dào mới có thể bảo vệ được cho người ta. Người ta mới trao thân gửi phận cho mày chứ. Ok, đúng không? Hợp lý. Rồi nhiêu cái? 150 cái, không thiếu một cái. Đâm liền. Tao đếm à. Rồi đếm mày. 1 2 3 149 150 còn hỏi không? Nói tôi cho thêm mấy chục cái nữa. Đủ 150, nó 150 nè, 150 mệt chưa? Mệt. Đói bụng chưa? Tao chưa bao giờ thấy mà tao đói như lúc này. Tới giờ ăn. Ăn lại ăn, đây đi, ăn nè. Ăn đi. Lên món đi. Đi. Gì vậy Năm Bảnh? Tao phải Tề Thiên làm cho ăn trái cây. Bây giờ mày phải giống như Tề Thiên vậy mày mới cua được gái. Ý mày là sao? Con gái bây giờ nó thích con trai á, là phải slim nè, ăn uống là phải healthy nè, tướng tá là phải body rồi này nọ, nó mỏng hiểu không? Ốm mới đẹp. Tao chưa đủ ốm hả? Hả Bảnh?
Ừ, mày ốm nhưng mà mày ốm đói á. Đúng rồi. Ăn thêm đống này nữa đi. Đó, tính cho mày ăn trái không, giờ mày ăn hết nguyên đống đi. Đó, rồi, ốm mà ốm đẹp, chứ không phải là ốm đói, hiểu không? Thôi trời, sao mà cua gái mà khổ dữ vậy trời. Không lẽ thằng cha chồng mình giấu tiền ở trong đây? Không phải tiền mà giấy gì đây ta? Chồng gì đâu mà không có nên nết ha, dám giấu tôi lén phén với con nhỏ khác. Được rồi, chiến này hả, anh tới công chuyện anh với tôi rồi. Chào em gái. Ủa, lâu quá rồi mới thấy hai anh ghé quán của Liễu nha. Chắc là ghé quán người khác đúng không? Có đâu, có đâu. Không có. Ngồi xuống coi. Em yên tâm đi, bây giờ em có cho tiền thằng này nó cũng đi quán khác đâu, nó khoái có cái quán này à. Đúng rồi, đúng rồi. Không có đâu, không có đâu hơn Liễu. Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp hai người. Hôm nay thấy anh Thời đẹp trai quá nha. Thời đẹp, Liễu cũng đẹp á. Rồi hai anh uống gì? Cũ hay cũ? Như cũ hả? Ủa? Ủa mà anh Năm hả? Anh Năm bị đau mắt hả? Để Liễu vô trong lấy thuốc nhỏ mắt cho anh Năm nha. À, hỏi. Ê, cục bụi dính vô mắt rồi, bự quá. Rồi xong rồi hết rồi. Rồi cho anh như cũ em. Trời, hai anh ở chơi đợi Liễu xíu nha. Thầy em đã vô đó luôn đi. Nhát gái quá thì chịu hết nổi, đứng kế bên luôn mà không chớp lấy thời cơ được. Liễu quá quên. Quên gì, không nhớ gì, thư tình đâu, cái thư đâu? Quên rồi. Mày quên cái thư ở nhà luôn rồi hả? Không có đem mà cái thư. Ở thư nè. Cái thư tình mày giòn cục vậy ai coi. Trời ơi, tôi tức quá. Không phải, bị quýu hồi nãy quá rồi dò. Đưa đây. Rồi, kế hoạch B, thuộc bài không? Thuộc bài không? Thuộc. Đọc bài đi, đọc cho tao nghe coi. Em ơi. Lại mất hơi rồi. Em ơi. Mày rõ ràng nói cho tao nghe một lần nữa coi. Thấy dựa mày hả? Thấy dựa mày lên thấy ghê vậy. Trời ơi, mày đi tỏ tình với người ta luôn á. Mày sao cứng họng quá. Mày nín cái họng mày luôn đi, mày không làm được cái tích sự gì hết trơn á. Nghe tao nói là một lần và nhớ luôn nè. Em yêu ơi, đã từ rất lâu rồi, anh thực sự là yêu mến em lắm. Anh không có đủ can đảm để nói với em, nhưng ngày hôm nay anh sẽ thu hết can đảm của mình để nói hết tâm can. Em có đồng ý làm vợ của anh không, người yêu bé bỏng của anh? Anh đồng ý. Chị Loan. Anh ghen quá. Anh tới số anh rồi. Vậy ha chứ. Tôi nói cho anh biết, tôi đi kiếm anh từ chiều tới giờ mà anh ra đây anh lén phén với cái con nào. Chị, bỏ ra chỗ này chỗ công cộng nhục quá. Anh mà cũng biết nhục nữa hả? Tới đây chi vậy hả? Anh dám hỏi tôi tới đây làm chi hả? Tôi tới đây để bắt ghen anh. Trời, chị Loan đi, làm gì bắt ghen tôi. Anh còn hỏi anh làm gì nữa hả? Tôi mới tới đây là tôi đứng đây tôi nghe anh tỏ tình rõ ràng với cái con nào. Con đó là con nào? Nè,
Nè, anh giận mặt với tôi đúng không? Nói thiệt mà. Chị Loan ơi, thật sự thì em xin lỗi chị, nhưng mà mọi chuyện là Năm Bảnh chủ động hết á. Cái gì? Anh giúp nó. Sao tự nhiên bây giờ anh lớn rồi, anh đổ ra cái nết gì kỳ quá vậy? Nết gì ba? Mà nói gì vậy? Hai người bây giờ gian díu với nhau. Vậy là coi như là tôi là giống như là, trời, giống như là một cái bức bình phong để anh che giấu với mọi người đó đúng không? Điên rồi, tôi cạp bàn cái bây giờ. Anh làm cái gì vậy? Bà khùng vừa thì nhưng mà nói tôi với nó gian díu với nhau. Đúng rồi. Hả? Chị, làm gì có. Hai người viết thư tình cho nhau còn nói là không gian díu với nhau nữa hả? Không biết đầu đuôi gì nhau, vô nói bậy bạ không à. Cái thằng này nè, nó khoái nhỏ liễu. Đúng rồi, đúng rồi. Mà nó nhát gái quá, nó không dám tỏ tình với người ta. Đúng rồi chị. Tôi mới giúp nó viết thư tình giùm cho nó, xong rồi giờ nó bỏ quên cái thư, nó dò cái cục thư tình á, bấy nhầy hết trơn rồi. Giờ tôi hỏi nó thuộc bài không thuộc, tôi phải đứng đây tôi đọc bài cho nó đó. Tôi đọc cho nó đó bà nội. Đúng rồi chị. Đấy. Nhờ Năm Bảnh dữ lắm á. Bữa nay em mới lấy hết sức can đảm em tới đây nè, em chơi lớn một trận với Liễu luôn á. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Hiểu lầm. Nếu mà hiểu lầm á, vậy thì cái thư tình mà tôi đọc được ở trong cái hộp đó là cái gì? Dạ mấy cái đó là con viết bài mẫu cho nó đó. Mà tôi giấu rồi bà môi ra làm chi vậy? Mà nhiều chuyện vừa vừa á. Mà ngồi xuống đây giùm tôi bớt hàm hồ giùm cái đi. Ai biết đâu tự nhiên. Xém xíu hư bột hư đường hết trơn. Ủa? Chị Loan mới tới hả? Dạ. Em mời hai anh uống cà phê. Tới luôn đi. Tới luôn. Tới thời tới rồi đó. Tới. Ủa? Tới đâu? Dạ thì chị Loan tới rồi nè. Chị Loan uống gì không? Buổi tối rồi thì uống trà gừng cho ấm bụng nha. Chồng ơi, chồng pha giùm em ly trà gừng mực ong nha. Gì? Chồng? Dạ đúng rồi. Chồng em á dọn về đây ở với em luôn. Thởm ra chồng em đi công tác, bởi vậy á em làm quán mà mọi người ai cũng tưởng là em chưa có chồng hết á. Rồi su luôn. Ủa? Anh thôi chân anh sao vậy? Nãy giờ ngồi thì cái dầu yếu quá. Anh Thời giỡn hoài à. Thôi mọi người ở chơi nha, em vô em phụ chồng em cái. Bảnh, mày còn cái kèo nào? Mày bát cho tao đi chứ kèo gì kỳ vậy? Cái kèo này của mày kiếm mà. Mày hỏi tao bát qua cho mày á. Tao mà có kèo thơm tôi hốt rồi, đâu ra bát cho mày. Tao viết thư tình mấy chục năm nay có dính được nhỏ nào ngoài vợ tao đâu. Xin phép mày nha, nhà tao sắp cháy rồi, không mấy tao đi về trước. Ê Bảnh, Bảnh. Trà gừng tới. Ủa, chị Loan đâu rồi? Về rồi. Anh uống cà phê đi. Thôi khỏi. Bảnh. Trời ơi, sao kỳ vậy trời. Cà phê đậm đặc vậy á mà không uống. Mấy bữa tôi pha cà phê giả muốn chết, khen ngon. Không hiểu luôn á. Ông ơi. Ông à. Dạy. Lên phụ tôi cái này coi. Dạy. Phụ khiêng bên kia, khiêng ra ngoài sân. Cái gì? Khiêng cái bàn ra ngoài sân. Chị. Khiêng đi. Mà chị. Trời, tôi mệt quá, từ cốt chuyện người ta mới nhờ khiêng. Không dám đâu, tôi mới hiểu chuyện gì đâu mới khiêng, tự nhiên khiêng ngoài chị. Cái bàn cưng tao khiêng ngoài nắng để hả? Trời ơi, ngồi xuống giải thích. Ông có thấy là nhà mình dạo gần đây đó là nhiều chuyện xui rủi không? Làm ăn là thất bát, cái gì nó cũng không có được, cái gì hết trơn á, rối nùi trong gia đạo, ông thấy không? Thì cuộc sống mà đương nhiên phải có tương nguy tương dị chứ. Là gì? Là lúc thăng lúc giáng, lúc hên lúc xui, chứ mình muốn hên hoài mình ông trội người ta hả? Thì ông nói đơn giản lúc vậy lúc khác đi. Thì đúng rồi. Ta con nhà nho, ta cho ta nói nho chứ. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có nguyên do, đâu phải khi không mà đang êm ả tự nhiên xui nó đổ xuống ầm ầm ầm. Thì cái đó liên quan gì này khi ra kia? Thì bởi vì giờ mới giải thích nè. Bởi vì nhà mình xảy ra quá nhiều chuyện đi. Tôi mới qua bên nhà ông thầy phong thủy ở ngoài đầu chợ á. Ông này ông linh lắm nghe. Tôi bước vô một cái là ông biết. Ô,
Bà này ở ngoài giam đúng không? Biết liền, chỉ vô mặt tôi liền. Ở ngoài giam đúng không? Dạ con ở ngoài giam. Ông nói có một người ở phía sau lưng, ở dưới lưng quần đúng không? Trời. Biết luôn, mới chỉ mặt tôi biết luôn. Mà tụt không coi hay gì vậy? Tụt đâu mà tụt, tự nhiên tôi bước vô. Chứ sao không thấy? Thì vậy chứng tỏ là ổng hay. Chứng tỏ ổng là hay. Tôi bước vô một cái là ổng biết. Ở trong mình tôi có cái gì ổng biết hết luôn. Bởi vậy cho nên tôi tính liền. Ngồi xuống coi. Nói thầy lúc này gia đạo còn bất ổn quá. Mà nhiều chuyện xui quá. Ổng phán liền. Phán sao? Nội thất là bậy hết rồi. Ở trong nhà kê đồ đạc là bậy hết rồi. Phải sửa lại hết. Mà cái đầu tiên cái lớn nhất phải sửa là cái bàn. Ông nói bây giờ cái bàn thay vì để đây là phải đem ra ngoài giữa sân. Nó giống như là một cái đại diện cho cái mặt tôi vậy đó. Đúng không? Ra ngoài giữa sân để hứng trọn tinh hoa của trời đất. Thấy không? Đó là cái gì mà xui rủi là cái đụng cái bàn nó văng ngược trở ra. Cái nào hên, cái nào may mắn là nó hứng nó đem vô trong nhà. Ủa nào thì tôi nghe nói cái mặt mâm bữa nay ông thầy lên cao đưa cái mặt bà thành mặt bàn luôn hả? Ông mà con tôi nãy giờ tôi sáng mặt tay. Chứ bây giờ nói về cái mặt vợ mà nói cái mặt bàn. Nó tù tôi không hiểu, nó rõ ràng, tôi con người tôi chân thật. Ủa nó rõ quá mà trời. Rồi sao nó gớt vô làm sao? Nãy giờ tôi giải thích rõ quá mà. Tức là cái mặt bàn nó thay cho cái mặt của tôi. Để ngoài giữa sân nó hứng những cái điều hay ho tốt đẹp vô trong nhà mình. Rồi nó cản, nó đẩy ngược cái gì xấu xa ra ngoài, hiểu không? Ủa tức là cái may mắn. Thôi mệt quá khiêm. Không, bây giờ may mắn có cái giò nó mới chạy vô phải không? Cái nào xấu nó chạy ra phải không? Chạy hay quá vậy. Mệt quá, đứng lên. Tất cả nợ là do đứt hết trơn, không có do cái vụ này đâu. Đứng lên. Suốt ngày tin gì đâu. Bây giờ đứng lên khiêm không? Tôi sợ thì tôi khiêm thôi chứ tôi không muốn khiêm chút nào hết. Sợ thì đứng lên. Bàn của tía má để lại quý quá, vậy đem ngoài đường để xô bơi xương bơi nắng. Để là cầu mai cầu hơn cho gia đạo. Cần nhằn. Nhờ bà mấy ông thầy bói mới sống được á. Giờ 1, 2, 3 khiêng nè. Khiêng nè. 1, 2, 3. Anh coi đó. Vợ em á, bà đi coi thầy coi thợ gì đó chung với chị Tư. Bởi vì bà nặng nặc á, bà đòi em khiêng cái bàn giữa ra phơi nắng phơi sương. Nói là hứng tinh hứng qua gì đó. Không biết tinh qua đâu không thấy mà giờ nó hở mộng nó chốc lên nó tét bét cái bàn em luôn rồi. Còn nhà cửa bà không cho dọn dẹp gì hết, bà không cho quét rác cái gì hết trơn. Không thấy tài lộc đó hết mà bây giờ nó giống như là cái chuồng heo mà nó xé ổ anh. Mẹ đét ơi, vậy là rốt cuộc là con vợ tôi đi qua với lại đi chung với lại vợ chú hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, hèn chi tao nói thôi chịu hết nổi luôn rồi đó. Sao bên anh sao? Trời đất ơi là trời, bả dãy ba cái nước gì đó, thấy không? Tao nói thật đứng ngoài trời dãy đi. Bà vô tuốt trong nhà bà vậy tôi nói tứ lung tung tan hết trơn. Bây giờ cái tivi nhà tôi hưng bà đó rồi. Đúng rồi. Chú á là thím á còn bắt anh đem cái bàn ra giữa nhà. Hưng ở ngoài. Đúng không? Còn tôi bà bắt tôi ra ngoài tôi hưng. Trời, đi vậy cũng được không sao? Chứ sao? Trời đất ơi, không biết nghe ông bà, ông giải, ông thầy, ông nội gì đó. Ôi cha mẹ ơi, cứ 2-3 ngày là tính rồi xong mình đi coi. Coi xong về lần nào như lần đó. Ông ơi, trời đất ơi, về khi mà chỉnh sửa đồ đạc trong nhà không, tao nói bây giờ đồ đạc bây giờ một mình tôi khiêng không á. Tôi nói chú rồi, bữa nay là tôi bị gì là gai còn sống là do ba vụ dịch chuyển đồ đạc. Trời sao trường hợp ấy y chang trường hợp em luôn. Sao thì có như là trường hợp anh xảy ra sao ở nhà em như con gối con thôi của bả luôn á. Như vậy bây giờ mình tìm cách nào cho bà thức tỉnh chứ vợ em thấy tình hình này nó căng tới nơi nữa. Bà tin thầy bói bà ly dị em mà chết em luôn nè. Trời đất ơi, chú rốt cuộc cũng như không, tôi nhờ chú như không. Chú sợ vợ nữa. Đúng rồi, anh giúp em đi. Bây giờ là hai bà đó là mê tính gì đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ mà. Trời đất ơi, chú sao chú nghĩ không ra cho tôi lớn tuổi chú. Tôi nay bao nhiêu tuổi rồi chú biết rồi mà tôi vẫn sáng hơn nhiều nghe. Rồi anh dạy em đi. Mình cứ lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc. Làm sao? Thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn. À, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Là gì? Trời cũng lại ông nội. Trời đất ơi, tôi quên mất hồi xưa ông học mẫu giáo chuẩn bị lên lớp 1, cô giáo đi lấy chồng bà rồi. Nhắc vô này hoài. Tôi sợ chú quá đi. Tôi làm gì chú làm cái đó nghe chưa? À, bây giờ em hiểu rồi đó. Này à. Gì nữa trời. Ui da. Thank you.
Lẹ lên. Lẹ lên, còn gì né hết đi. Còn gì nữa đâu? Còn. Lẹ lên. Thôi trời ơi, mấy cái nó bưng bùm bùm. Thôi, bỏ nó đi. Hết rồi đó. Chưa hết. Gì nữa? Ủa mà nhưng tại sao tự nhiên lại bưng hết ra vậy? Trời ơi, cũng nhờ ông thầy mà mình nói đó. Ờ. Công nhận mình nói hay thiệt. Ờ, thì ông thầy đó hay mà. Trời ơi, tôi nghe, tôi ra đó tôi thử. Ừ. Ông hay số sách luôn nghe mình. Ừ. Mình nói là mình không có dở áo lên mà ông thấy một cùi sau lưng mình phải không? Ông biết có một cùi. Tôi bước vô nhìn tôi, ông nói liền luôn á. Ê, cái mặt này có râu nè. Thì đúng rồi. Mà chưa thấy đâu nghe. Ông nhìn ông thấy đâu, ông nói, ê, thằng này cái dưới cạnh nó có một cùi mà có lồng lông luôn đó. Thấy không? Ông hay ghê. Ông ghê chưa? Ông hay, nhìn ông biết liền luôn. Ông nói bây giờ hai gia đình em có muốn giàu không? Ừ. Nói giàu vậy, thưa thầy giàu, ai không muốn? Ừ. Ông nói bây giờ muốn giàu là phải là tống cụ nghinh tân. Tống cụ nghinh tân? Đúng rồi. Là đẩy mấy cái cũ đi, đón mấy cái mới vô. Đúng rồi, cho nên giờ dẹp sạch trong nhà đi, dẹp sạch sẽ nữa, dẹp hết. Đúng rồi, cái vụ này tôi có nghe, người ta nói là muốn có cái nhà mới là phải đốt cái nhà cũ thì mới có cái không, nhà mới. Cái nhà tính ra trong nhà thôi, dập sạch trong nhà luôn. À, dọn đồ rồi, thôi. Rồi bây giờ sạch chưa, thấy sạch chưa? Thì hết rồi, còn gì đâu. Còn nè, còn. Còn tôi là sao? Là vợ cũ nè. Ừ. Bây giờ phải ly dị, thay vợ mới luôn. Bà đi ra khỏi nhà cho tôi lẹ lên. Ông có bị khùng không? Không có gì, ông thầy nói ông vậy đó. Ông là tôi sáng một cái. Ông thầy mà cãi thầy không hả? Đi ngoài, rồi tôi ly gì sao? Đi. Cái đi, con nhà lẹ lên. Cô tôi với. Thôi đất ơi, Tư ơi, mày có nhà không Tư ơi? Cái gì vậy Tư, cái vụ này hả? Cái gì vậy? Sao? Không được, không được. Sao? Sao? Không rồi được. Cha Tư, anh họ của ông đó. Ôi là trời, không biết ông đi coi thầy coi bà gì đâu á. Ông về ông nói là ông thầy kêu là muốn làm ăn khá giả là phải đập hết tất cả những thứ hiện diện trong nhà. Trời ơi, ông lôi hết nè. Tủ, giường, bàn, ghế, tivi, đầu máy. Cái tấm kiến ông cũng đập luôn. Đập luôn bể cái bóng đèn. Trời đất ơi, ông đập hết trong nhà rồi. Ông nói còn một thứ chưa đập. Ông kêu tôi ra, ông vác cây ông đập mà hơi tôi chạy kịp. Trời ơi, cái gì vậy? Ông thầy nói ảnh gia đình ảnh vậy đó. Bà Tư mà ở đâu? Chết rồi, tôi chết. Tới cả trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi với. Cái gì vậy? Mình ơi. Mở mà làm sao lấy xương mà che được hả? Nè. Ủa Thím làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Thím làm gì? Thím muốn hy sinh hả? Đây nè, thầy nói cho tôi biết rồi ha. Có nghĩa là vợ tôi là sau khi mà tôi đập hết đồ trong nhà rồi đó, là tôi phải đập luôn con vợ tôi. Mà đập chừng nào mà nó văng mỡ ra, không cần văng máu mà chỉ cần văng mỡ ra thôi là tôi làm ăn lên đó. Vô kế luôn đi chị, đi tôi làm yên hai luôn, mình đi vậy. Cứ vậy đi. Anh tờ, mình ơi. Cái gì? Nó nghe nè, ví dụ như mình đập, mình lấy cái gì nhẹ nhẹ, mình đập cái đó làm xịt dao đó mình. Mày đập cái gì nhẹ nhẹ làm sao mà văng mỡ ra được. Đây nè, bình tĩnh anh tờ. Thầy nói rồi, tụi bay là dọn đồ ra phải không? Dạ. Dọn hết rồi. Dọn rồi. Đây nè, ông thầy này hay lắm. Ông nói tao á là hình như là ông có con nhỏ em dâu là có cái bụng đùi sau lưng gì không á? Trời ơi. Đúng không? Có, đúng rồi. Có bụng đùi sau lưng không? Đúng rồi. Con dạ. Ông thầy bói nói với tôi rõ ràng là ê, tao xin lỗi mày nha mày. Thưa anh. Nói chung là ông thầy bói nói tao là sau khi đập hết đồ trong nhà tao xong, tôi đập con vợ tao xong, tao phải đập luôn con nhỏ em dâu, tay cái một lùi đó, một lùi sát huynh. Rồi vậy đi, làm luôn đi. Sát huynh có nghĩa là con vợ mày có một lùi là giết tao. Rồi đúng rồi. Ở tao mà chừng khoảng 80 mấy tuổi là thế nào, tao chưa kịp chết rồi bóp mũi tao chết. À vậy hả? Cho nên là hai chị em mày đứng im để tao đập một lượt. Thôi, dọn ra ngoài thôi. Không, mày dọn ra ngoài là mày để qua đó sương nắng với gió làm nó cũng hư đúng không mày? Đúng rồi. Dạ, hư bỏ. Dạ hư bỏ xong cái dọn đồ mới vô. Nếu mà như vậy cứ để tao đập cho nó hư rồi xong tụi mày dọn một lượt đúng không? Nếu mà nhà tao đập thì mày nhau cái cũng phải đập đúng vô. Đúng. Đây bây giờ sao? À quất luôn cái mấy cái tủ này nè. Thôi bây giờ vậy đi. Cái gì cũng vậy. Nói chung là đừng bao giờ gượng ép, để tự nguyện. Dạ. Mình đứng nha. Chừng nào mà em kể vì cái sự làm ăn hanh thông cho gia đình, vì tiền tài của cải, em đi 1, 2, 3 mình hẳn xuống tay, mình đừng đánh gấp quá em bất ngờ là em chết tươi, em không biết gì sao em chết. Con một rùi sau lưng hay là con mở trước? Em lớn
em chịu trước. Mày vô trong kia lấy cái thao ra cho tao hứng mở. Em run quá, thầy làm ghê quá vậy hả? Nè Quýnh, thầy bói kêu tao là hôm nay giờ tốt giờ này, nó coi chuẩn bị vô giờ ngọ. Chuẩn bị vô giờ ngọ là đập luôn mày trước. À dạ dạ, mình ơi khoan, để em đếm cho nha. Mình đứng xa xa ra, em sẽ đưa ra cho mình đánh. Cái này là bắt đầu anh tự nhiên anh thấy thương em hơn. Tại vì em biết hy sinh vì chồng. Dạ đúng rồi. Một, hai, ba. Cái gì đó? Hả? Tụi bay chạy đâu vậy? Hả? Đâu có chạy kịp đâu. Bước vô. Bước vô. Bước vô. Con mở kia đâu? Chị ơi, chị Tư ơi. Chị đi chị bỏ em, chị Tư ơi. Chị Tư ơi. Còn con một rùi này. Chị Tư ơi, chị Tư ơi. Ok, xử con nhỏ kia không được thì tao xử mày. Ha. Thầy kêu anh là chỉ có ly dị thôi à, không có đập. Cái gì? Thầy nói em ly dị được rồi, không mày có đập. Anh cứ bỏ mày lại. Thấy không? Thầy bói kêu mày là ly dị với chồng thôi. Nhưng mà mày ly dị với chồng xong rồi mày dẫn sát huynh, có nghĩa là sát tao. Tao là anh nó mà. Đúng không? Đúng không? Ông ơi, ông cứu mày, cứu vợ ông ơi, ông ơi. Nè, nghe lời thầy bói đi. Nè, chú kêu ông đây. Sao ông vô đi ngồi đây làm chi trời? Ông đang cúng, ông đang cúng. Cúng hả? Ngồi chờ chút rồi kêu ông cúng lẹ lẹ đi cho hỏi thăm cái coi. Đây là nơi linh thiêng, tất cả mọi người phải im lặng. Ai muốn coi bói phải xếp hàng trật tự, từng người từng người. Tôi sẽ xem bói cho. Ủa, không giọng... được ồn ào. Giọng ông thầy hả? Cái giọng này lạ, không có giống ông thầy bữa trước mình coi. Không có giống. Chứ tôi thấy nghe giọng này quen lắm á. Ai vậy ta? Giọng này quen lắm á. Ủa, dạ chào ai thầy. Ai muốn coi? Ủa? Ủa, ông Tèo mà ta. Ủa, Tèo? Tèo? Mày làm gì đây vậy? Thầy bói, ủa người quen ở xóm không ạ? Ủa, tới đây coi bói hả? Ông thầy đâu, ông thầy đâu? Ông thầy hói đầu á. Ông thầy đó thì bây giờ ổng đã lên núi để mà tu luyện rồi. Còn cái am này, ổng truyền lại cho tôi và tôi đang cai quản cái am này. Ủa, tôi nhớ mấy năm trước ông đi thành phố rồi mà. Giờ nào vậy? Đúng rồi, lúc trước là nằm thành phố làm bảo vệ. Bảo vệ lương ba cọc ba đồng không nhiêu hết. Nghe thiên hạ đồn làm thầy bói kinh tế khá hơn, nên về đây mình tập tành làm thầy bói để phát triển nghề nghiệp hơn. Nhưng mà có học phong thủy phong gì không mà coi người ta tùm lum vậy chà? Trời ơi, phải tin tưởng ông thầy này chứ. Trước khi ông lên núi tu luyện là ông có truyền nợ công cho tôi rồi. Chuyện sao? Là ông bắt tôi xuống đây lột hết quần áo ra. Chi vậy? Tắm rửa sạch sẽ, sau đó khoác bộ đồ này vô. Ông chiên nợ công cho tôi. Đó. Chiên nợ công cho tôi. Và ông chỉ tôi nhiều tuyệt chiêu là bây giờ tôi đã có kỹ năng coi bói rồi, không còn làm bảo vệ nữa đâu. Ồ trời ơi. Vậy là chỉ cần mà truyền nợ công thôi hả? Đúng rồi. Là có thể coi được hết mọi thứ. Trời, còn phải học thuộc lòng nhiều bài tộc lắm. Là sao? Không hiểu anh, chưa hiểu. Là truyền nợ công nó còn học thuộc lòng là học thuộc lòng gì? Mấy người thân đó, tôi mới chỉ cho mấy cái bài học của tôi nha. Nhưng mà mấy người không làm được đâu, tại vì không có truyền nợ công. Chỉ có mình tôi được truyền nợ công thôi. Là phải làm điệu bộ như vậy, phải bắt chéo như vậy. Cái tay này này phải để ở đây. Rồi cái này phải bấm nè. Đó, bấm bắt đầu nói nè, thí dụ như là nếu mà con gái mà bị ê thì mặc áo màu đỏ để ra đường chứng tỏ anh yêu em. Ủa, nói giọng cô hồn vậy đó hả? Không phải, cái này tôi học thuộc lòng, tôi chưa có tôi chưa có vô được. Có cái câu này tôi thuộc rồi nè, đúng điệu bộ nè. Nếu như người đàn bà mà chưa có con thì hãy mau mau về lấy chồng thì chắc chắn sẽ có con. Chút quớt giọng nậu trời. Lấy chồng đúng không? Mà đúng không? Thì đâu cần coi đâu cũng biết vậy. Thì đó, hỏi một điều thôi. Cái gì? Là thí dụ bây giờ những cái điều mà sư phụ của ông á. Không phải sư phụ, thằng đó thằng cháu tôi. Thằng cháu tôi là thầy của mấy người đó. Nó giới thiệu xuống đây nè, nó là thằng cháu là con của ông chú. Con ông chú mà ông chú á, là em của bà dì. Mà bà dì á, là làm như có bà con bà thím đó. Là quen biết tôi là bảo vệ cực quá vậy. Nó giới thiệu là rồi nè. Bây giờ vậy nè, thí dụ là những cái chuyện mà cái ông thầy cháu đó đó
ông phán cho tôi với lại chị Tư. Phán rồi hả? Phán rồi. Thì cứ mà làm bây thôi. Giờ làm rồi, có hậu quả rồi thì bây giờ ông có giải quyết được cái hậu quả không? Nếu mà cái hậu quả đó là ê bậy bậy rồi. Ai phán rồi đó là lãnh hậu quả chứ. Bây giờ tự nhiên ông giao lại tôi, ổng lên núi ổng tu luyện nha, ai biết đâu hồi sáng giờ ba bốn người tới đây hăm dọa rồi đánh tôi nè, nói gì tôi sợ gần chết luôn, là tôi đâu có dính dáng gì đâu mấy người ơi. Ủa nhưng mà cháu thì cháu, mà thầy là thầy, sư phụ là sư phụ, đúng không? Bây giờ đi tìm ổng giải quyết chứ. Ủa nhưng mà ông thừa tự cái am này mà. Đúng rồi. Ông mới giải quyết thầy chứ. Thầy làm đệ hưởng. Đúng rồi. Chứ bây ông giờ. Thì bây giờ nhìn, bây giờ nhiều khi ông chiền nội công lại cho tôi rồi. Bây giờ hai người hãy nói trường hợp đi, tôi coi bói luôn cho. Thôi đẹp. Đây nè. Tôi nói vậy tôi tức lắm. Bây giờ hả? Mới đầu là phán tôi á, là phải ginh cái bàn ra ngoài sân để hứng những tinh hoa gì của trời của đất, để cho gia cảnh nó khá giả lên. Rồi cái chiều cái phán chồng tôi là về là quăng hết đồ đi, rồi là quăng bà vợ đi luôn, là tôi là đồ cũ là quăng đi luôn đó. Rồi bây giờ là nhà tôi là chỉ còn cái nịch thôi. Đâu tôi thấy sao? Vậy đúng không mày? Dạ đúng anh, dạ đúng anh. Tôi nói thiệt, nào nói nghe, tôi phải công nhận là cái thằng thầy chú gì đó, ông thầy cháu gì đó, là ông nói cái đó đúng. Tôi nói thiệt nè, cái gì mình đã tin phong thủy rồi thì mình phải làm cho tới, đúng không? Đã không câu thì thôi, mà là hệ câu là phải làm cho tới. Mày nên á thay đổi con vợ mày luôn đi, đúng rồi, là mày sẽ làm ăn ngon, đúng rồi. Tôi nói thiệt không có gì phải buồn hết trơn á, coi như là hết duyên hết nợ rồi vậy thôi. Mà sao mà cái nhà này là bị cái gì mà phải làm như vậy? Bị cũ. Không phải, là tôi nói là tại sao mà nhà tôi lúc này xui xẻo quá, xui xẻo đúng không? Không có lên, xui xẻo là không lên đúng không? Đó là ông thầy cháu tôi coi thôi, nhưng mà qua tôi coi nè. Đau á. Cái gì là cái này là học võ hay là làm thầy ông nội? Ây da, đau quá. Không phải cái phép ông thầy đó ông chỉ như vậy mà đâu biết thực hành nó đau vậy đâu. Vậy có coi được là mình bị đau tay không? Bây giờ phải từ từ tập tành chứ, mấy người đừng có làm hư. Thôi nói đại đi, khỏi múa đi. Phải làm đúng bộ. Gia đình của nữ xui xẻo. Xui xẻo. Gia đình xui xẻo. Mua hộp vịt lộn về ăn một chục trứng, xả xôi, lộn qua lộn lại, may mắn sẽ đến với gia đình của mình liền. Ăn lộn thôi hả? Đâu có, nó coi khác à. Ăn hộp vịt lộn là còn phải lộn tới lộn lui nữa phải không? Không, cái đó là tùy theo độ xui thôi. Ví dụ như mà mình mà xui quá là mình lộn á, là nó gãy cổ là còn xui hơn nữa. Nên mình chỉ ăn thôi, ăn thôi là được đó. Vậy thôi hả? Ừ. Ủa sao ông kia ông bài dọn đồ ra rồi quăng đồ vô rồi phải ba ơi, bà biết cái gì, cái đó là thầy cháu, còn đó là thầy chú. Rồi còn thầy ông nội nữa, thầy ông nội con khác dữ nữa. Mọi người nè, con đây cái gia đình tôi khổ lắm thầy, nãy giờ tôi chờ tới tôi nói luôn đó. Thì đây nè, thầy thấy không được không nè? Bấm thử sao không nè. Đó, vậy đó, mà cái ông, thôi mà mình làm em sợ quá. Cái ông thầy cháu, ông nói vậy nè. Ông nói phải đem về nhà đập nát hết tất cả những thứ có trong gia đình. Ví dụ như tủ, bàn, ghế, tivi, tủ lạnh, đầu máy. Là tất cả những thứ có thể đập được, kể cả gương. Ông đập hết, không còn một món. Ông quay qua, ông thấy tôi còn, ông đập tôi. Rồi. Tại vì thầy cháu kêu là phải đập luôn con vợ, chừng nào mình lòi mở ra. Ủa mà gia đình bị sao mà phải vậy vậy? Coi là cái gì, giàu quá là sanh tật. Mà sanh tật là mua sắm tùm lum la cho nên phải đập. Tại vì có mua đồ nhiều quá là mình cứ đồ cũ là mình đập hết. Con vợ cũ đập luôn, đập lòi mở. Thôi bây giờ nè, chị Tư. Dạ, anh không có giấu gì đâu. Cái người mà kêu anh về là anh Tư nè. Cái gì? Chứ về đập cái cũ đó là anh Tư nè. Cái gì vậy? Ủa là sao? Thì hỏi anh kêu. Sao vậy chú? Nói luôn là nó giống sao tự nhiên anh kêu ổng ly dị thôi hả? Hả anh Tư? Mình chơi kỳ mình. Tao kêu tụi bay ly dị mà tụi bay ly dị chưa? Cái đây là cũng là một bài học. Còn mày trước khi mày làm thầy bói mày làm nghề gì? Tôi lúc trước là bảo vệ, làm thầy bói. Tự nhiên hồi sáng giờ làm thầy bói hay hoang mang, ai cũng đòi quýnh hết. Rồi có những cái người mà tự nhiên có những cái suy nghĩ gì tôi muốn nổ não luôn. Mày để tao coi cho mày chưa? À coi sao? Mày nên làm bảo vệ đi. Ừ, sao vậy? Chứ mày làm thầy bói coi chừng là tối nay tao bói là mày nát đầu luôn á. Chắc tôi làm bảo vệ, tôi bảo toàn tính mạng đúng không? Nghe lời tao. Bây giờ vậy nè, tôi với lại thằng Út á, là nói thẳng cho hai người biết luôn, là không có coi thầy bài gì trơn á. Nhưng mà tôi thấy hai người á là tin quá đáng, cho nên tôi tạo ra cái vụ này để trừng trị hai người, cho hai người sáng mặt ra. Quá đáng cái gì? Nghe, tao nói á, không lẽ bây giờ tao xúi hai tụi bay á
là ly dị nhau trong nở lòng nào tôi nhìn tụi bay ly dị hả? Hả? Còn bà nữa. Tôi sao? Bà làm như bà làm nhiều tiền quá, bị giống như làm như là bà ngồi không yên là sao? Có nhiều tiền quá không yên. Bà thấy cái gì cũng cũ trong bà đầu, bà thay đổi ngoài trời nó ơi, tiền là mồ hôi nước mắt mà ra mà, thấy không? Ai không biết sót đâu. Trời nó có bà vừa phải chẳng thà bà lấy cái số tiền đó ra bà giúp bà con nghèo khó được, có ai nói gì không? Hả? Rồi mai à, bà con đòi đi thẩm mỹ viện đòi hút mỡ bụng nó chắc chết luôn. Bữa cũng thử rồi mà anh chê anh đuổi về. Chứ phải hút là nó hư cái máy hả? Vừa phải thôi. Đây nè, tao nói cùng vợ thằng Út nè với bà nữa nghe, từ nay về sau nha, bỏ cái tật mê tính gì đó nghe chưa. Ê khoan, cho tôi hỏi một câu được không? Gì? Vậy giờ cái tụ điểm coi bói này giờ tính sao? Tao đốt luôn.